Hello các bạn, hiện tại thì Nhã đang đứng ở trong sân bay Tân Sơn Nhất nè. Thì Nhã vừa mới gửi xe máy ở trong cái tòa nhà gọi là TCP Park đó các bạn. Wow, một cái tòa nhà rất là đẹp luôn á. Nhã rất là ngỡ ngàng khi mà vào trong sân bay Tân Sơn Nhất á, thì thấy một cái tòa nhà đẹp như thế này. Bởi vì cũng hơn một năm rồi Nhã mới vào lại sân bay Tân Sơn Nhất. Thì khi vào đây á, Nhã rất ấn tượng luôn với bãi giữ xe rất là lớn, có lầu dưới rồi lầu trên, Nhã nghĩ là hai lầu á các bạn. Wow, rồi ở phía bên dưới á, thì nó có những cái cửa hàng bán cà phê, đồ ăn uống thuận lợi như thế này. Wow, như là Highland Coffee nè, rồi ở chỗ này có cái gì Stop Coffee nè, rồi xa xa bên kia nữa là thương hiệu Starbucks và McDonald's á các bạn. Quá lạ luôn ha. Đúng là sân bay Tân Sơn Nhất thay đổi từng ngày luôn các bạn. Ngay đây là cái đường để xe taxi nó chạy vô chạy ra đó. Các bạn thấy không? Rất là hiện đại luôn ha. Wow. Nè, ở đây có mấy anh chị điều phối xe của sân bay Tân Sơn Nhất nè, mặc áo dài rất là duyên dáng luôn. Ok. Rồi, hay quá ha. Ok. Hay luôn các bạn ơi. Còn phía ở bên kia đó thì đó là nhà ga quốc tế các bạn. Nhìn lạ quá ha. Đây là cái cầu vượt đi lên nè. Ngày trước khi mà chưa xây cái tòa nhà ở phía bên đây á, để mà giữ xe máy này nọ, thì Nhã còn nhìn ra. Còn bây giờ ở bên đó xây cái sân bay quốc tế rồi. Nhìn lạ quá chừng lạ luôn. Ok. Còn đây có cái hướng xe ôm nữa các bạn ơi. Ai mà đi từ sân bay ra thì bây giờ đã có xe ôm. Mấy anh áo đỏ này nè, đứng sẵn ở trong đây để mà cho mình thực hiện cái chuyến đi á. Ok, bây giờ cùng vào trong sân bay Tân Sơn Nhất tìm hiểu xem thế nào nha các bạn. Ok. Wow. Các bạn thấy không? Cái đường đi vào sân bay Tân Sơn Nhất á, bây giờ họ lót đá hết trơn rồi các bạn. Nhìn sạch sẽ ha, hiện đại nữa. Wow, ở đây có cái cà phê nè. Đây có cà phê Stop Coffee Go nè. Thì có cái giá của nó là rất là mềm luôn. Coffee Việt Nam 29.000. Rồi Coffee Original thử nè 49, Espresso 35, Cappuccino 45.000, nước trái cây 45, bánh mì 39, hamburger 65.000. Dễ thương quá ha. Cũng có khách ngồi nè các bạn ơi. Quá dễ thương luôn á. Ok. Rồi bây giờ đi mấy cái quán khác xem sao nha. R&B. Ở đây họ có để các bạn chỉ dẫn này nè các bạn, rất là thuận lợi luôn á. Ví dụ như sảnh đón taxi nè, có để tiếng Anh là taxi counter nè, nhà để xe cổng ra. Nè họ có chỉ hướng ra đường Thường Sơn đi hướng nào, nhà để xe cổng ra. Wow, thuận lợi quá ha. Wow. Rồi bây giờ đi vào trong sân bay nha. Ok. Sân bay Tân Sơn Nhất năm 2017 các bạn. Nhìn rất là hiện đại, ngỡ ngàng, Nhã không nhận ra luôn. Mặc dù là mới khoảng gần một năm Nhã không vào sân bay thôi mà không nhận ra, ngỡ ngàng được chứ. Các bạn nhìn nè. Wow. Cái đường mà đi từ bãi giữ xe á, thì các bạn thay vì ngày xưa là các bạn phải đi bộ vào xa lắm, thì bây giờ họ xây muốn hết đất luôn các bạn. Mấy bên tay trái là nè, đây là cái đường từ ở trong sân bay gửi xe máy ra, rồi có cái Starbucks Coffee,
rồi sau đó các bạn đi theo cái con đường này nè đó. Ok, rồi đi vào bên trong sân bay theo cái lối này nè. Ok, rồi đi nha. Đó, các bạn thấy không, có những người khách á, họ đi từ trong sân bay ra bằng cái lối này đó, rồi sau khi ra thì họ có thể là bắt xe taxi để mà đi nè. Ví dụ như cái chú mặc áo đỏ đang bắt xe taxi Vinason đang chắc đồ lên để mà về trung tâm thành phố các bạn. Ồ, thuận lợi quá ha, quá thuận lợi luôn á. Đúng là họ làm như thế này á các bạn, họ xây lại như thế này á thì vừa an toàn vừa thuận lợi nữa, ai muốn đi đâu thì đi rất là dễ. Ok, rồi cùng đi vào sân bay nha. À, cái chỗ này gọi là điểm đón taxi á các bạn. Hay nè, nó thấy các bạn nó hay nè, họ để là quý khách vui lòng xếp hàng chờ đón taxi theo thứ tự. Wow, đúng rồi, cái gì cũng phải có thứ tự hết trơn. Ngày xưa vào sân bay á, bắt taxi không có thứ tự nhiều các bạn ơi. Ok, còn đây là những cái ghế chờ đó, là mình có thể ngồi ở đây nè các bạn. Cũng dễ thương quá ha, ghế màu đỏ, ghế màu xanh bên tay trái và ghế màu tím màu đỏ nữa. Wow, dễ thương quá trời. Chợ này ở Nhã Nghĩ là chờ xe nhà các bạn ơi, có nghĩa là taxi một bên và xe nhà một bên. Có xe buýt nữa nè. Một cái tiếng xe buýt lên nè các bạn, bạn thấy không, có xe buýt nữa nha. Số xe buýt này là 152 các bạn. Xe buýt này chạy tuyến sân bay. Rồi các bạn nhìn nha, xe buýt thì cái đường len bên đây, xe taxi đường len ở mé bên đây. Ok, thuận lợi quá ha. Sân bay Tân Sơn Nhất năm 2017 các bạn, nhìn rất là đẹp. Người ta để đồ ra nè, người ta để đồ ra để về á. Đi vào nha. Sân bay Tân Sơn Nhất. Dễ thương quá. Nè, ở chỗ này là ga đi trong nước nè các bạn ơi. Đó, họ để là Domestic Terminal á. Wow, dễ thương quá ha. Các bạn xem nè, chỗ này là ga đi trong nước. Đó. Wow, đúng là đi tới đây á, Nhã mới nhận ra. Wow, đây là cái sân bay Tân Sơn Nhất nè. Nhã tưởng đâu là sân bay của nước ngoài chứ, bởi vì á, họ thay đổi rất là nhiều luôn á các bạn. Ra trong nước. Các bạn thấy không, ở sân bay á, là cái nơi mà giao lưu quốc tế hàng ngày, khách ở khắp mọi nơi trên thế giới đến đây, nên phải đầu tư thật là đẹp và hiện đại như thế này thì mới kinh tế nó mới dễ phát triển và thu hút nhiều khách hơn đến với nước mình được. Wow, các bạn xem nha. Rồi nhìn sơ cái cảnh ở phía bên trong sân bay nè. Đó, các bạn thấy không? Dễ thương quá mấy bạn ơi. Ok. Wow, nè, các em này cũng bị đi máy bay nè các bạn. Đó, em đi theo lối đó rồi quẹo bên tay phải nha.
Ô, quẹo trái, hai quẹo phải đây. Rồi em đi thẳng luôn. Vậy là em ra ngoài chứ không phải vô sân bay các bạn ơi. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái vlog về khám phá sân bay Tân Sơn Nhất năm 2017. Thì nó có những điểm gì khác so với trước đây. Ok, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.